Manchester United đang trải qua một khởi đầu mùa giải đầy bất ổn. Sau 9 vòng, họ đã phải nhận 4 trận thua và hiện đứng thứ 8 trong ngoại hạng Anh. Trong khuôn khổ Champions League, sau 2 thất bại liên tiếp, đội của huấn luyện viên Erik ten Hag đã giành chiến thắng đầu tiên với tỷ số 1-0 trước Copenhagen, trong trận đấu mà thủ thành Andre Onana đã phải cản phạt đền ở phút bù giờ. Điều này xảy ra trong bối cảnh các vấn đề nội bộ khiến Jadon Sancho, một bản hợp đồng đắt giá, bị cách ly khỏi đội 1, trong khi Anthony Martial trở lại thi đấu sau những ồn ào về cáo buộc hành hung bạn gái cũ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Guardiola của Manchester City đã đề nghị không nên hạ thấp Manchester United và cho rằng việc đưa ra đánh giá quá sớm là không thích hợp. Guardiola nói, khi đã trải qua 9 vòng, theo kinh nghiệm của tôi, nhiều điều có thể xảy ra. Manchester City từng đứng sau vào tháng 2 hoặc tháng 3 nhưng cuối cùng vẫn vô địch. Trước mỗi mùa giải, Manchester United luôn được xem là ứng viên. Hãy hỏi tôi câu này khi giải chỉ còn 9 vòng, lúc đó tôi sẽ nói liệu họ có phải là ứng viên vô địch không? Manchester City hiện đứng thứ 2 với 21 điểm, nhưng với những thất bại đã xảy ra, huấn luyện viên Guardiola hy vọng trận Derby Manchester lần thứ 191 sẽ là một bài kiểm tra quan trọng về tâm lý cho đội bóng của ông. Ông nói, chúng tôi đã có rất nhiều chiến thắng, và vấn đề không phải là liệu chúng tôi có thắng hay không. Tôi muốn thấy toàn đội thể hiện tâm lý đúng đắn cần thiết để giành chiến thắng trong những trận đấu này. Đây sẽ là lần đầu hai đội gặp nhau kể từ trận chung kết Cup FA mùa trước.